Xin chào cả nhà, em lên sóng một chiếc nồi cơm của hãng Panasonic cao tần nhé, các bạn nhé. Nồi cơm cao tần 1 lít của hãng Panasonic có đầy đủ tính năng hẹn giờ, đấy. Hâm cơm, các chế độ nấu nhanh, nấu chậm, gạo, các loại gạo của hãng Panasonic. Con này nó sản xuất năm 2015 này các bác này, còn rất là mới nhé, đời cao, mới. Đấy. Thông số tem Panasonic này, chiếc nồi rất là đẹp. Nồi 1 lít các bạn ạ. Vỏ bọc đồng này, các bác này. Lòng nồi còn rất là đẹp nhé. Lòng nồi. Đây. Cao tần. Đây là cái cảm biến nó này, đây là cái này là cái lắp vung này, có phải bỏ ra vệ sinh này, đang chỉ có một inox hết. Một chiếc nồi cao tần của Nhật Panasonic đời 2015, nấu cơm thì khỏi phải bàn ạ, đấy, giá thì rất là hợp lý, rẻ bèo. Nồi cơm Nhật nấu cơm thì đỉnh cao rồi. Riêng cái lòng nồi này của nó các bác nhé, cơm không bao giờ bị cháy, không bao giờ bị cháy, nấu không bao giờ bị dính cơm vào đấy, cho nên là các bác nấu bao nhiêu ăn được ở đấy luôn, nấu bao nhiêu ăn ở đấy không bị tốn gạo. Bình thường các cái nồi khác ấy, mình nấu là có khi là dính mất nửa bơ gạo rồi, nhưng mà riêng bọn này thì nấu bao nhiêu ăn hết ở đấy luôn, mà khi rửa xong rất là nhàn, chỉ cần lấy cái rẻ khua qua một cái là sạch. Để cái chống dính của Nhật nó tuyệt vời luôn. Đấy. Các chế độ hẹn giờ rất đầy đủ, hạt cơm của nồi cơm IH này nó nấu nó chín từ bên trong ra. Đấy, chín từ bên trong ra, nó không bao giờ có chuyện sống sượng hạt gạo cả. Đấy. Cái nồi này em bán là 800.000 các bạn nhé. Có lưu ý là giá chưa có đủ nguồn đâu ạ. Nồi Nhật nó sử dụng điện 100V đấy ạ. Giá 800, bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.